vào thời kỳ cực thịnh từ khoảng năm 1200 đến năm 1550, đại Zimbabwe là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người. Bang có diện tích 1.779 mẫu Anh, gấp hơn 2 lần diện tích của công viên trung tâm của New York. UNESCO, cơ quan văn hóa của UNES, đã tuyên bố đây là di sản thế giới vào năm 1986. Khi giành được độc lập vào năm 1980, Robert Mugabe đã đổi tên Rhodesia Zimbabwe, gần như ngôi nhà bằng đá theo tên của địa điểm. Tuy nhiên, nó ít được tham quan hoặc hiểu biết hơn nhiều so với Machu Picchu hay các kim tự tháp của Ai Cập. Một học giả đã coi đây là công trình của cuộc đời mình để chỉ ra rằng đại Zimbabwe là ví dụ điển hình nhất về một quốc gia châu Phi cận Sahara thời tiền thuộc địa. Cedric Chirikua sinh năm 1978, cách Great Zimbabwe khoảng 60 km ở Gutu, một thị trấn ở miền đông Zimbabwe. Ở trường, anh ấy học được rất ít về địa điểm này. Chuyến thăm đầu tiên của anh ấy là khi còn là một sinh viên, ở tuổi 22. Kể từ đó anh ấy đã bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Là một nhà khảo cổ học nổi tiếng, ông Chirikua là giáo sư tại Đại học Cape Town và Đại học Oxford. Anh ấy đã làm việc trên khắp châu Phi, nhưng anh ấy luôn bị thu hút về nhà. Đó là bởi vì, theo ông Chirikua, Zimbabwe vĩ đại nên là một biểu tượng không chỉ về sức mạnh và tiềm năng của châu Phi, mà còn về cách người ngoài thường kể những câu chuyện của người châu Phi và họ đã nhầm. Công việc của ông tại Great Zimbabwe đang hé lộ những sự thật mới về một trong những nơi quan trọng nhất trong quá khứ của châu Phi. Khi làm như vậy, anh ấy hy vọng sẽ đại tu những ý tưởng về tương lai của lục địa. Tất cả rốt đều dẫn đến chuyển vùng, giống như nhiều di tích lịch sử, Great Zimbabwe được che giấu trong thần thoại. Tuy nhiên, ít ai bị che đậy bởi quá nhiều lời nói dối thẳng thắn. Sau chuyến thăm vào năm 1871, Jack Mao, một nhà thám hiểm người Đức, đã kết luận rằng địa điểm này quá ấn tượng để được người châu Phi xây dựng. Mao tự hỏi liệu anh có tìm thấy Ophir, vùng đất giàu có trong Kinh Thánh hay không? Sự nghi ngờ của anh ta rõ ràng đã được xác nhận sau khi anh ta đánh hơi thấy một cây đinh lăng. Nó có mùi tiết tùng Liban, nói đúng hơn là gỗ đàn hương địa phương, và vì vậy ông kết luận rằng nguyên liệu phải do người Phoenicia hoặc người Israel mang đến. Ông viết, một quốc gia văn minh hẳn đã từng sống ở đó. Nói cách khác, không phải là một màu đen. Văn bản của Mao là một lợi ích cho thực dân. Vào năm 1889, Willy Possen, một nhà thám hiểm người Đức khác, đã hối lộ một con bí truyết địa phương và đánh cắp một trong những bức chạm khắc hình chim của Great Zimbabwe có tầm quan trọng về mặt tinh thần đối với người Sona địa phương. Possen đã bán con chim cho Cecil Rhodes, người đã thành lập công ty Nam Phi của anh vào năm đó để khai thác khu vực phía bắc sông Limpopo. Rhodes đã tài trợ các chuyến đi đến Great Zimbabwe cho các nhà thám hiểm thuộc địa khác. Năm 1891, James Benn đã tiến hành cuộc khai quật khảo cổ học đầu tiên một cách bất cần. Ông đồng ý rằng địa điểm này không thể là công trình của những người châu Phi địa phương. Các nhà khảo cổ học người Anh khác đã sớm thách thức những quan điểm này. Năm 1905, David Random Kiver thấy rằng những đồ tạo tác ở Great Zimbabwe giống với những đồ tạo tác vẫn được Sona sử dụng. Ông lưu ý rằng các hạt thủy tinh Ả Rập và Ba Tư tại địa điểm này có từ thế kỷ 14 hoặc 15, không phải thời Kinh Thánh. Các chuyến đi nghiên cứu sau đó, bao gồm một trong những cuộc khai quật đầu tiên do phụ nữ thực hiện ở bất kỳ đâu của Gertrude Catton Thompson và Kathleen Kenyon, cũng phỏng đoán rằng người châu Phi đã xây dựng đại Zimbabwe. Không phải là bằng chứng quan trọng dưới chế độ của người da trắng. Học sinh được cho biết rằng người nước ngoài đứng sau Great Zimbabwe. Những người lính Rhodesian chiến đấu trong các cuộc chiến tranh chinh phục thuộc địa đã được chôn cất tại địa điểm này. Các sân golf được xây dựng trong các khu vực xung quanh của nó.
Năm 1973, Peter Gallek, một nhà khảo cổ học người da trắng nổi tiếng, bị chính phủ Rhodesia buộc lưu vong vì quảng bá nguồn gốc châu Phi của địa điểm này. Ngày nay nguồn gốc thực sự của nó được chấp nhận rộng rãi. Nhưng ông Chirikua lập luận rằng di sản thuộc địa vẫn ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của nhà nước. Ông nói, sự vĩ đại của nó được coi là sản phẩm của mối quan hệ với các quốc gia không phải châu Phi chứ không phải là cách bản địa của nó. Điều đó khác gì so với việc nói rằng chính những người thực dân đã chế tạo ra nó, anh ta hỏi. Chúng tôi đã thay thế ảnh hưởng trực tiếp của người nước ngoài bằng vai trò gián tiếp của họ. Kết hợp khoa học và công nghệ khảo cổ học với dân tộc học Sona, ông Chirikua và các đồng nghiệp đã chấp nối một câu chuyện mới về đại Zimbabwe. Một câu chuyện mà theo ông không còn là lề mề những người chịu trách nhiệm về sự uy nghiêm của nó. Các đồ vật được tìm thấy tại Great Zimbabwe từ lâu đã khiến các nhà khảo cổ kinh ngạc. Một ấm trà triều đại nhà Minh, một cái ấm Ba Tư có khắc chữ Ả Rập, thủy tinh từ Syria, vỏ bò từ Ấn Độ Dương, tất cả đều chứng thực mối liên hệ của nó với mạng lưới thương mại quốc tế. Ông Chirikua nói, điều đó cho thấy thật sai lầm khi nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra ở châu Phi trước khi thuộc địa. Ông Chirikua chỉ ra rằng không có nhiều hàng ngoại thực sự được tìm thấy. Và những mảnh như hạt thủy tinh nằm rải rác khắp nơi, cho thấy những người cai trị đã không tôn kính chúng. Ngược lại, 8 con chim xà phòng cao trung bình 40cm trên một cột cao 1m. Được tìm thấy chủ yếu ở Hill Complex, điểm cao nhất của địa điểm. Những con chim này giống với Bettler hoặc đại bàng cá, vật tổ của Sona, nhưng có các đặc điểm của con người. Vì vậy có thể đại diện cho tổ tiên của các nhà lãnh đạo đại Zimbabwe. Và những lời dị nghị từ Trung Quốc và những nơi khác có nghĩa là thương mại nội bộ châu Phi hầu như không được nhấn mạnh. Ông chỉ ra sự hiện diện của những thỏi đồng hình chữ thập tương tự như những thỏi đồng được tìm thấy ở Congo và Zambia ngày nay. Và những chiếc cồng bằng kim loại tương tự như những chiếc đồng được tìm thấy trên khắp miền Tây và Trung Phi. Xương gia súc của những con bò cách đó 120 km đã được tìm thấy, cho thấy các cuộc hôn nhân và buôn bán trong khu vực. Tất cả những điều này ngụ ý rằng đại Zimbabwe là trung tâm của mạng lưới thương mại và tri thức châu Phi. Những tàn tích có thể nhìn thấy ngày nay là trung tâm của một tiểu bang sôi động. Các nhóm gia đình đa thê sống trong những ngôi nhà nhiều thế hệ được xây dựng từ đa ca, hỗn hợp sỏi và đất sét. Người dân đã ăn các loại ngũ cốc như kê và lúa miến, cũng như thịt bò từ gia súc. Một số học giả phương Tây tin rằng các phần chính của trang web phản ánh các miền riêng biệt. Khu phức hợp hưu dành cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, những khu đất trong thung lũng dành cho vợ của những người cai trị và Great Enclosure cho các nghi lễ như cắt bao quy đầu. Một người quan sát khó thở cảm thấy tòa tháp trong bao vây vĩ đại chắc hẳn phải có những ý nghĩa kỳ dị. Tuy nhiên, bằng chứng do ông Chirikua thu thập đã thách thức ý tưởng về việc hai giới sống cuộc sống riêng biệt. Những chiếc bình được tìm thấy có cặn kim loại cho thấy phụ nữ đã làm những chiếc chén nung bằng đất sét mà nam giới sử dụng để làm đồ kim loại. Ông lưu ý rằng những thung lũng được cho là toàn nữ là những thung lũng cuối cùng bị bỏ trống. Trong một tạp chí khảo cổ học, ông đã viết trong một bài báo vào năm 2008 rằng thời điểm này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về lý do tại sao những người đàn ông hoàng gia lại để lại những người vợ hoàng gia khi từ bỏ địa điểm này. Ý tưởng rằng một số khu vực của đại Zimbabwe luôn là nơi sinh sống của những người cai trị phản ánh những gì ông Chirikua nói là một sai lầm phổ biến. Xu hướng áp dụng các ý tưởng phương Tây trong bối cảnh châu Phi. Đối với các học giả về châu Âu thời Trung Cổ, có thể hợp lý khi nghĩ về khu phức hợp đồi như một loại lâu đài Edinburgh, được các thế hệ kế tiếp chiếm giữ trên cao trên một mỏm đá. Nhưng trong văn hóa Sona, nơi chôn cất là nơi tâm linh, nơi không nên bị quấy rầy.
sẽ có ý nghĩa hơn khi một ngôi nhà của hoàng gia sẽ chuyển đi sau cái chết của một người cai trị. Mr. Chiricua là người châu Phi đầu tiên giành được giải thưởng cổ vật một chiếc cồng chiêng danh giá. Năm 2019, ông trở thành nhà khảo cổ học đầu tiên hai lần giành được danh hiệu này, với bài báo về sự năng động giữa giới tinh hoa và dân thường tại Great Zimbabwe. Ông lưu ý rằng có rất ít sự khác biệt về các loại vật thể được tìm thấy trong các khu vực ven biển của địa điểm và những vật thể được phát hiện ở nơi khác. Điều đó phù hợp với sự hiểu biết của anh ấy về văn hóa Sona. Ở Maguta, hoặc các khu định cư lớn, những người thuộc dòng dõi chung có quyền truy cập bình đẳng vào các nguồn tài nguyên. Biểu tượng và quyền lực, ông lưu ý, những người ở trên cùng của hệ thống phân cấp tương tác với những người ở dưới cùng nhiều hơn ở châu Âu thời Trung Cổ. Ở Đại Zimbabwe, ông Chiricua kết luận, lớp học rất trôi chảy. Những gì nằm bên dưới cũng không phải là tất cả các trang web cao cấp. Phần lớn Đại Zimbabwe vẫn chưa được khai quật. Khi ông Chiricua đào lên bãi đậu xe được sử dụng bởi các phương tiện tham quan và những con khỉ phóng uế trên chúng, ông tìm thấy trong số những thứ khác những chiếc đàn piano ngón tay cái. Khiến ông nhận ra rằng khu vực bên ngoài các bức tường chính cũng có dân cư sinh sống. Việc xác định niên đại khoa học đã xác nhận rằng con người đã sống ngoài chu vi giếng vào thế kỷ 17. Phát hiện này đã thách thức niên đại được chấp nhận của Đại Zimbabwe. Nó được coi là nhà nước kế thừa Mapungubwe ở Nam Phi đương đại, có niên đại từ năm 1200 năm 1300. Khi bang này sụp đổ, cư dân của nó được cho là đã rời đến Great Zimbabwe. Sau khi sống ở đó, họ lại tiếp tục sống, không ai biết chính xác tại sao, kết thúc ở Khami từ năm 1400 năm 1650. Gần thành phố ngày nay là Bulawayo ở miền nam Zimbabwe. Theo lời kể của ông Chiricua, mặc dù thời kỳ đỉnh cao của Đại Zimbabwe có thể đã trôi qua trong những năm 1500, nhưng nó đã bị chiếm đóng lâu hơn nhiều so với dự kiến. Khảo cổ học giống như nhiều ngành học thuật đang chịu áp lực decolonize. Đối với các nhà phê bình, ý tưởng này là chủ nghĩa tỉnh táo. Sự pha loãng các tiêu chuẩn dân trí vì lợi ích của sự đúng đắn về chính trị. Đối với ông Chiricua, giải mã khảo cổ học không phải là bác bỏ sự nghiêm khắc của học thuật hay tiến bộ hàng thế kỷ trong khoa học vật liệu. Ông lập luận rằng đó là việc kết hợp các nguồn kiến thức địa phương. Khi cố gắng tìm hiểu cuộc sống ở Đại Zimbabwe, anh ấy nói rằng tốt hơn là nên hiểu văn hóa Sona thay vì sao chép và dán các ý tưởng dựa trên các vương quốc châu Âu thời Trung Cổ. Lịch sử châu Phi vẫn còn ở ngoại vi và bị đeo bám bởi những giả định lỗi thời, một phần vì thiếu quan điểm của châu Phi. Chỉ 3% bài báo đăng trên 4 tạp chí lịch sử uy tín từ năm 1997 đến năm 2020 là về châu Phi. Trong số này, chỉ có khoảng 10% được viết bởi các tác giả ở châu Phi, so với 86% ở châu Mỹ, 76% ở châu Âu và 40% ở châu Á và châu Đại Dương. Càng viết nhiều về lịch sử châu Phi, nó càng có nhiều sắc thái hơn. Các học giả châu Phi viết càng nhiều thì lĩnh vực này càng có nhiều khả năng được hưởng lợi từ các phương pháp và hiểu biết mới. Đối với ông Chiricua, Zimbabwe vĩ đại cũng nên là một sự bổ sung cho những ai đang cân nhắc về sự phát triển hiện tại của châu Phi. Ông chỉ ra tầm quan trọng của việc sản xuất tại địa điểm này. Khoảng một nửa xuất khẩu của châu Phi cận Sahara là nguyên liệu thô, được chế biến ở nơi khác. Ông Chiricua lưu ý rằng ở Great Zimbabwe, những người thợ kim loại đã gia tăng giá trị cho vàng, đồng và sắt trước khi xuất khẩu chúng. Ông cho biết thêm, kết nối của trang web với các quốc gia châu Phi khác nhấn mạnh sự cần thiết của thương mại nội châu Phi hơn. Chỉ 17% xuất khẩu của châu Phi đến các nước khác trên lục địa, so với 68% ở châu Âu và 59% ở châu Á, những người lập kế hoạch cho khu vực mậu dịch tự do lục địa châu Phi.
Giai đoạn đầu của quá trình thực hiện có thể ghi nhớ những thỏi Congo. Ông Chirikua kết luận chúng ta không học hỏi từ quá khứ nhiều như chúng ta nên làm. Đây là một nơi đã được sinh sống bởi những người đã đầu tư nhiều vào sản xuất, những người đã phát triển các liên kết khu vực. Những người cũng đang tương tác với các khu vực khác trên thế giới, và họ đã xây dựng một nơi với sức mạnh và khả năng phục hồi như vậy. Zimbabwe vĩ đại giữ một bài học nữa cho châu Phi ngày nay. Tầm quan trọng của các quốc gia đang hoạt động. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1980, ZANU-PF, đảng của Mugabe, đã cai trị theo phong cách côn đồ và kleptocrat, phá hủy một đất nước giàu tiềm năng. Rất ít thay đổi kể từ khi Mugabe bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2017. Đồng nội tệ đang ở giữa một đợt mất giá khác. Kết quả của các chính sách kinh tế chỉ huy và kiểm soát và nạn tham nhũng tràn lan. Một trái phiếu của Zimbabwe bề ngoài có giá trị bằng $1 vào năm 2016. Ngày nay nó có giá trị dưới nửa xu. Emmerson Mnangagwa, người thay thế Mugabe, muốn người ngoài nghĩ Zimbabwe mở cửa kinh doanh, nhưng rất ít người bị lừa. Việc cắt điện diễn ra phổ biến. Bảo tàng vĩ đại của Zimbabwe lưu giữ 7 trong số 8 bức tượng chim được tìm thấy trên địa điểm, bức tượng còn lại ở nhà Rhodes ở Cape Town. Nhưng trong triển lãm một phòng tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại, phản chiếu từ đá xà phòng. Có lẽ ý thức được rằng những đề cập đến đại Zimbabwe có vẻ không liên quan đến những rắc rối ngày nay. Ông Chirikua thích trích dẫn một câu nói của Sona. Matakadioke Haniarazi Moana có nghĩa đen là nếu một đứa trẻ đang khóc vì đói, bạn không thể bảo chúng dừng lại vì chúng đã từng ăn trong quá khứ. Tuy nhiên, khi anh ấy nhìn lên vẻ đẹp rộng lớn của bức tường bao quanh hay đào bới trong bãi đỗ xe, anh ấy không thể không hy vọng rằng những vinh quang trong quá khứ vẫn có thể truyền cảm hứng cho những người trong tương lai. Đó là một lời nhắc nhở về những gì có thể xảy ra, anh nói. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.